Trong tập trước, Hàn Lập sau khi thành công lấy được một đoạn kim lôi trúc từ tay Tử Linh tiên tử, thì liền dùng lục dịch thần bí để bồi dưỡng cho nó. Không ngoài dự đoán, đoạn kim lôi trúc sau đó đã phát triển thành lôi trúc vạn năm trong truyền thuyết. Hơn nữa sau khi trưởng thành, còn sinh ra nhiều mầm trúc khác làm Hàn Lập vui mừng khôn xiết. Sau đó, hắn quyết định sẽ mở một cửa tiệm nhỏ ở phàm nhân giới, dùng thời gian sắp tới tiềm nhập vào cuộc sống của phàm nhân để tu luyện đại diễn quyết cũng như nghiên cứu trận pháp và luyện chế pháp bảo, chuẩn bị cho quá trình luyện chế thanh trúc phong vân kiếm. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Trước tiên Hàn Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành, đến một ngày hắn cảm giác được trạng thái tốt mới sử dụng một ít tài luyện chân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù. Những phù lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp thuật công kích, Hàn Lập cách 1-2 tháng sẽ đem ra 1-2 cái bày bán, đến lúc đó ai đến trước thì thuộc về người đó. Lấy tu vi kết đan kỳ của Hàn Lập, những phù lục đó so với uy lực của pháp bảo thật sự tựa như bỏ thì tiếc mà để lại thì không có nhiều tác dụng, lưu lại cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng hiển nhiên Hàn Lập đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của trung cấp phù lục đối với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Cho dù liên tiếp đem giá cả của chúng tăng lên mấy lần nhưng có không ít tu sĩ không do dự móc linh thạch ra mua chúng, làm cho Hàn Lập kiếm được một chút tiền. Nhưng đáng tiếc chính là trung cấp phù lục rất khó luyện chế được. Cho dù Hàn Lập có nhiều gia yêu thú như vậy để luyện tập nhưng xác suất thành công lại thấp đến đáng thương, cơ hồ làm 2-3 lần mới có thể thành công được một. So với xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì Hàn Lập cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Nếu không Hàn Lập chỉ dựa vào việc bán trung cấp phù lục cũng trở thành tài chủ trong tu tiên giả rồi. Mặt khác, theo trình độ luyện khí tăng dần của hắn, một ít trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến cho danh tiếng của Thanh Trúc Tiểu Hiên càng ngày càng tăng, nhưng tiếng tăm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi. Hàn Lập cũng không muốn rước lấy phiền phức. Vào năm thứ 9 thì Hàn Lập tự mình lĩnh ngộ được một ít trận pháp đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn. Bởi vì có được tâm đắc của Tề Vân Tiêu cùng Tân Âm Như, Hàn Lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh đường co nên nắm giữ được một ít tiểu kỹ xảo mấu chốt. Nhưng cho dù là như vậy, luyện chế trọn vẹn một bộ pháp khí bố trận đối với hắn mà nói vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá Hàn Lập cũng không có nóng lòng, hắn sau khi kết đan có rất nhiều thời gian để từ từ tích lũy kinh nghiệm và lĩnh ngộ. Huống hồ bây giờ quan trọng nhất chính là trong khi thực hành hắn thuận tiện suy ngẫm phương pháp luyện chế thanh trúc phong vân kiếm để có thể chỉ cần một lần là thành công. Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo này cũng không có dư thừa để hắn thực hiện lại lần thứ hai. Thời gian Hàn Lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu trận pháp cứ như vậy ngày ngày trôi qua, xuân đi thu đến, bất trì bất giác, Thanh Trúc Tiểu Hiên có chút danh khí của Hàn Lập đã mở cửa được hơn 20 năm, bộ dáng của Hàn Lập cũng biến thành một lão già hơn 50 tuổi. Đương nhiên là hắn không sử dụng dung mạo chân chính của mình, chỉ bất quá là che giấu dung nhan vĩnh viễn không thay đổi của mình mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hắn không thể không dịch dung ra một bộ dáng già nua. Bây giờ Hàn Lập đang đứng bên trong hậu viện của cửa hàng, nhìn hết thảy bốn phía, trong lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau. Ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này sang tay cho một người khác, rốt cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thế của mình. Bởi vì mấy ngày trước, cây kim lôi trúc thứ 6 được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đủ vạn năm, vì thế hắn phải trở về động phủ luyện chế pháp bảo, ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm. Tuy trong tâm Hàn Lập đã không còn dao động nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến. Cuộc sống sinh hoạt nơi phường thị này đã trở thành một trải nghiệm ăn giật khó có được trong cuộc đời của hắn. Lúc này, cách vách tường truyền đến một âm thanh thật lớn. Hàn Lập nghe xong trong lòng không khỏi mỉm cười. Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể khẳng định được điếm chủ ở kế bên lại hướng đến khách nhân giới thiệu trấn điếm chi bảo mà 7-8 năm trôi qua không ai nguyện ý mua. Cửa hàng bên cạnh theo kiểu cha truyền con nối. Lão điếm chủ ban đầu mà Hàn Lập gặp 4 năm về trước đã sớm về nhà an dưỡng tuổi già rồi. Đứa con của vị lão điếm chủ này mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng thành thật, chỉ khi buôn bán thì hơi một tí là thổi phồng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, khiến cho một ít tu sĩ nơi khác nghe được đều sửng sốt. Hàn Lập thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi đi trước mang theo khúc hồn ra khỏi Thanh Trúc Tiểu Hiên. Không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc của phường thị hoàn toàn biến mất. Khi về đến động phủ, Hàn Lập lập tức mang theo một đống tài liệu luyện khí tiến vào bên trong mật thất, bên ngoài bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được. Trận pháp này cũng không có tác dụng gì khác ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho Hàn Lập sử dụng luyện chế pháp bảo, hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo thì lại bị người khác tọc mạch. Sau đó, Hàn Lập trong mật thất ngồi 3 ngày 3 đêm để cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ luyện chế pháp bảo. Đầu tiên, hắn lấy hộp ngọc kia từ trong túi trữ vật ra ngoài, đặt trên mặt đất trước người, sau đó mở nắp hộp, bên trong 6 cây thiên lôi trúc xanh biếc xuất hiện, Hàn Lập ngưng trọng nhìn chúng. Hít một hơi thật sâu mới vươn một ngón tay, hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm, nhất thời cây thiên lôi trúc dài một thước đỏ bay ra khỏi hộp, phiêu phù trước ngực hắn, Hàn Lập thần sắc trịnh trọng, tay bắt phát quyết, trên mặt tinh quang lưu động, dần dần biến thành một tầng thanh quang.
Theo thanh quang càng ngày càng đậm, Hàn Lập hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh mỏng manh như tơ bay đến trên thân cây kim lôi trúc trước mặt, bùm một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng nhạt xuất hiện, không chút khách khí ngăn cản đan hỏa, không cho tiến đến gần nửa bước. Nhìn thấy như vậy, linh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, đan hỏa kia lập tức to thêm vài phần, trong nháy mắt đem điện hồ kia và cả bản thể thiên lôi trúc bao phủ vào bên trong, bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Đan hỏa đối với sự tiêu hao linh lực thật sự rất lớn, nhưng may mắn là Hàn Lập đã sớm có sự chuẩn bị. Ngay khi xuất ra đan hỏa, hai tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thu linh khí bên trong. Nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực không kịp thì hắn sẽ lấy một viên đan dược uống vào. Đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc, đủ để cho Hàn Lập không lo lắng trong quá trình lâu dài này. Ba ngày trôi qua, điện hồ bên ngoài thiên lôi trúc rút cuộc cũng bị linh lực tiêu làm tiêu hao hết, không thể ngăn cản thanh sắc đan hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của thiên lôi trúc. Lại qua thêm mấy ngày nữa, mặt ngoài thân trúc xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ, các giọt tiểu dịch đủ màu sắc chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc rút cuộc đã được loại bỏ, bị Hàn Lập luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn này, Hàn Lập thở phào một hơi, chỉ cần có thể luyện hóa thiên lôi trúc, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hàn Lập dừng lại, đem linh thạch trong hai tay cất đi. Tiếp theo, hai tay bắn ra 10 đạo linh tim mỏng manh, xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó, ngón tay của Hàn Lập không ngừng chuyển động, dưới sự điều động của linh tim, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình, rồi một khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phiêu phủ ở trong không trung. Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba, ngay khi khối cuối cùng tách rời, trong không trung đã xuất hiện 12 khối chất lỏng giống nhau. Hai mắt Hàn Lập khẽ nheo lại, 10 ngón tay nhẹ nhàng run lên, linh tim lập tức bị cắt đứt. Tiếp theo, hắn hướng tay đến túi trữ vật vỗ nhẹ một cái, từ trong đó bay ra hơn 10 đạo bạch quang, xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể, đúng là 12 hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc, tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó chế tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các nắp hộp lập tức mở ra. Tiếp theo, một chữ xuống từ trong miệng Hàn Lập bắn ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đều nghe lời hạ xuống. Vừa vặn mỗi hộp ngọc đều đủ chỗ cho một khối lục dịch. Khi Hàn Lập đem nắp hộp phong bế lại thì sắc mặt mới hòa hoãn, thực sự yên lòng. Mặc dù đã có linh thạch cùng đan dược phụ trợ thế nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt. Cứ như vậy, Hàn Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa, đem trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế 5 cây thiên lôi trúc còn lại. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 tháng, Hàn Lập mất rất nhiều khí lực, rốt cuộc cũng đem thiên lôi trúc tinh luyện thành trạng thái lỏng tinh khiết. Sau khi nghỉ ngơi một lát liền bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất, tên của nó hắn cũng không biết rõ, chỉ biết pháp trận này là mấu chốt trong việc luyện chế thanh trúc phong vân kiếm, được đề cập 3 lần 7 lượt, có thể thấy được công tác chuẩn bị này cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, mặc dù phương pháp bố trí hắn đã thuộc lầu, thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám lơ là chút nào, chỉ sợ vẽ sai một cái phù văn cũng có thể làm cho quá trình luyện chế pháp bảo của hắn xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, khó có thể lường trước được. Vì vậy dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau nửa tháng mới hoàn thành, hắn cũng dùng hơn 10 khối linh thạch bậc trung thử nghiệm một chút, cảm nhận được pháp trận vận hành bình thường mới an tâm. Tiếp theo, Hàn Lập cũng không có lập tức luyện chế pháp bảo mà tạm thời đi ra khỏi mật thất. Liên tiếp nửa năm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh thần luôn phải tập trung cao độ, cho dù tu vi kết đan kỳ cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mới được, bởi vì tiếp theo là bước mấu chốt trong việc luyện chế pháp bảo. Nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Phệ kim trùng này được hắn liên tục dùng nghê thường thảo nuôi dưỡng rốt cuộc cũng bắt đầu cắn nuốt nhau lần nữa. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng. Từ sau khi số lượng phệ kim trùng lên đến mấy vạn con, chỉ với một chút nghê thường thảo thật sự khó có thể làm cho chúng nó đẻ trứng lần nữa để tiến hóa. Do những năm gần đây, đại bộ phận lục dịch đều bị Hàn Lập dùng để bồi dưỡng thiên lôi trúc, bọn phệ kim trùng lại càng khó thay đổi hơn. Bất quá, sau khi trồng xong thiên lôi trúc, Hàn Lập lập tức bảo khúc hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng. Dù sao, Hàn Lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng thật lớn. Hàn Lập sau khi từ khúc hồn biết được tin tức liền đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Phệ kim trùng sau khi cắn nuốt nhau thì kim ban, điểm lốm đốm màu vàng bên ngoài thân đã chiếm non nửa. Phòng trừng thế hệ tiếp theo mà chúng nó sinh ra, kim ban hẳn là sẽ mở rộng một chút. Nhưng Hàn Lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhíu nhíu mày. Chiếu theo tốc độ này nếu muốn tất cả phệ kim trùng tiến hóa thành kim sắc thì thật sự là có chút không khả quan. Số lượng chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít, mà lục dịch dùng để trồng nghê thường thảo thật sự có hạn, không có khả năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công. Nếu như vậy thì phải đến ngày tháng nào mới có thể hoàn thành đây? Hàn Lập ở bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư,
xem ra chỉ có thể bồi dưỡng một bộ phận nhỏ mà thôi, nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy kim sắc vệ kim trùng. Nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng đã có quyết định, bất quá mọi thứ đều phải đợi sau khi bọn chúng đẻ trứng mới có thể tiến hành, tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt. Cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hàn Lập rốt cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo. Sau đó ở bên trong phòng ngủ thắp hương khấn vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm tĩnh lặng mới trở về bên trong mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận. Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc vung hai tay lên, hơn 10 hộp ngọc chứa thiên lôi trúc dạng lòng đều rơi vào bên trong pháp trận, chiếu một cách nào đó mà sắp xếp. Tiếp theo các thức, các dạng hộp từ trong túi trữ vật liên tiếp bay ra, tất cả đều rơi ở trước thân Hàn Lập, nắp hộp tự động mở ra, xuất hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý. Hàn Lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít sâu một hơi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập mở hai mắt ra, trên người toát ra thanh quang mờ nhạt. Hào quang vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt. Pháp trận bắt đầu vận chuyển trong một tràng âm thanh trầm thấp, thân hình Hàn Lập bất động, nhưng 10 ngón tay bắn ra, từng tia linh ti kéo lục dịch thiên lôi trúc từ trong hộp bay ra. Pháp trận bên dưới phát ra một trận âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, từng cột sáng to như cái bát từ các nơi bắn ra, vừa lúc bao phủ lấy lục dịch ấy vào bên trong, khiến cho chúng không thể nhúc nhích. Thấy như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài, khống chế tất cả các cột sáng, nhất thời chúng này như thực thể sống, màu sắc bắt đầu biến đổi, lấp lái không chừng. Một màn quỷ dị này xuất hiện, cột sáng không biết trải qua bao nhiêu lần biến ảo không ngừng, rốt cuộc màu sắc dần dần giống nhau. Kết quả là sau một lần biến ảo, tất cả chúng đều biến thành màu hỏa hồng, khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh bay đến một cột sáng trong đó. Phốc xích, cả cột sáng bừng cháy lên, trong phút chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ. Hàn Lập không do dự đem từng ngụm đan hỏa phun ra, đốt cháy tất cả chúng. 72 căn cột lửa cao hơn 2 trượng, lấp lóe hồng quang chói mắt trong mật thất. Hắn thở phào một hơi, nói về uy lực thì đan hỏa hơn những cột lửa có bề ngoài hào nhoáng này, nhưng đáng tiếc khi luyện chế phi kiếm không phải cần uy lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt. Điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương, lãng phí nhiều linh lực như thế. Hàn Lập sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lục dịch bên trong hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức cộng với pháp trận bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ từ hình thành nên phôi kiếm dài khoảng 4-5 tấc. Mặc dù nói thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế Hàn Lập phải thao túng một ngày một đêm mới đem 72 lục dịch đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ. Hàn Lập thở phù ra muộn khí trong lòng, tinh thần khẽ buông lỏng, sau đó có cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ, đồng thời thao túng 72 thanh phi kiếm thành hình. Cho dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là một việc cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành thế nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào, hai tay bắt pháp quyết. Hỏa trụ lóe lên vài cái rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại những thanh tiểu kiếm xanh biếc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay kết ấn liên tục, tất cả các thanh tiểu kiếm chậm rãi bay đến, vây xung quanh hắn, nhìn 72 thanh phi kiếm, Hàn Lập đột nhiên dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, ngưng tụ thành huyết đoàn to bằng quả trứng gà. Sau đó, dưới sự thao túng của Hàn Lập, mỗi thanh phi kiếm đều được vài giọt máu nhập vào, ngay khi máu vừa tiếp xúc với phi kiếm ở thể lòng, lập tức hòa trộn vào trong rồi biến mất vô ảnh vô tung. Làm xong những việc này, Hàn Lập lại hướng đến chiếc hộp đựng tài liệu phụ trợ bột bạc ở trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự động hòa lẫn vào bên trong mỗi thanh phôi kiếm, nhất thời khiến cho chúng xuất hiện ngân quang lập lòe. Kế tiếp là một hộp chứa bột màu đen. Hàn Lập cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế, đem các tài liệu phụ trợ cho vào bên trong 72 phôi kiếm. Sau đó lần nữa xuất ra 72 hỏa trụ, mang tất cả các thanh phi kiếm bao phủ ở bên trong, bắt đầu một lần nữa luyện chế. Lần này Hàn Lập cũng không đồng loạt đem tất cả các phi kiếm cùng luyện chế mà là từng thanh một. Dựa theo y nguyên như trong sách, hắn sử dụng thần thức khắc lên trên từng thanh phi kiếm một cái pháp trận cỡ nhỏ mà hắn cũng không lý giải được, giống đúc như đồ hình trong quyển sách công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Hai tháng sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng từ bên trong mật thất đi ra. Khuôn mặt hắn lúc này có chút tiểu tụy thế nhưng lại tràn ngập hưng phấn, vừa nghĩ đến 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm bị hút vào trong cơ thể, khóe miệng hắn nhịn không được mỉm cười, lộ ra niềm vui khôn tả. Nghĩ lại hắn vì bổn mạng pháp bảo này, trước sau tốn hơn 20 năm tâm huyết, cuối cùng luyện chế thành công mà không xuất hiện sai lầm nào. Mặc dù chưa kiểm tra được uy lực của pháp bảo nhưng sau khi trải qua một thời gian bồi luyện, cho dù là uy lực của một thanh phi kiếm cũng tuyệt đối sẽ hơn loại pháp bảo bình thường như lục hoàng kiếm kia. Trong khi hắn đang tự đắc thì bên trong thần thức truyền đến tin tức của khúc hồn về phệ kim trùng đang đẻ trứng. Điều này khiến cho niềm vui của hắn như được nhân đôi. Hàn Lập trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày.
sau đó đi đến trùng thất một chuyến. Kết quả, bên trong trùng thất là một mảng lớn màu trắng, nơi nơi đều là trứng trắng như tuyết của vệ kim trùng. Hàn Lập cũng không hề chần chờ, lúc này tại phụ cận khai mở một cái trùng thất khác, cùng với cái ban đầu giống nhau như đúc. Sau đó ở trên nền đất trong căn trùng thất mới này khắc họa một cái khống thần pháp trận thật lớn, nhỏ vào bên trong một lượng lớn tinh huyết. Tiếp theo, hắn mang đại bộ phận trứng trùng rời đến pháp trận đó để tiến hành nghi thức khống thần nhận chủ. Mà bên trong trùng thất ban đầu để lại gần ngàn trứng trùng có khí tức mạnh mẽ nhất. Làm xong hết thảy những điều này, Hàn Lập mới chính thức an lòng, bắt đầu đến động phủ phụ cận bái phòng một vài vị tu sĩ trước kia hắn đã kết giao rồi, khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước. Trong mấy năm Hàn Lập nhập thế, cả tu tiên giới của Loạn Tinh Hải xảy ra liên tiếp các chuỗi sự kiện lớn, có vẻ trở nên biến động bất an. Trong đó sự kiện lớn nhất chính là Lục Liên Điện cùng với 7, 8 thế lực lớn nhỏ khác nhau, đột nhiên trong một đêm đồng thời xuất hiện thuộc hạ hoặc là đệ tử phản loạn, những thủ lãnh hoặc là tông chủ đều mất đi quyền lực, bị một ít người không hề có chút danh tiếng nào tiếp quản, mà một ít môn phái nhỏ bình thường đều bị diệt môn, trọng bảo trấn phái bị cướp mất. Trong lúc nhất thời, người người giữa các thế lực trong Loạn Tinh Hải đều cảm thấy bất an, cơ hồ đồng thời đều tập trung nhân thủ lại, bắt đầu hồ nghi lẫn nhau. Tệ nhất chính là chẳng biết từ khi nào trong tu tiên giới xuất hiện truyền ngôn rằng Thiên Tinh Song Thánh sớm đã tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Ngoài ra còn đồn rằng bọn họ bị một vài tên thuộc hạ tước đoạt quyền lực, căn bản không thể nắm giữ tinh cung trong tay nữa. Tin tức này vừa truyền ra nhất thời tạo nên một trận náo động, cơ hồ tất cả những người quan tâm đều chú ý đến phản ứng của tinh cung với lời đồn này. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là tinh cung một chút phản ứng cũng không có, không bác bỏ tin đồn, cũng không thừa nhận nó. Cứ như vậy, càng khiến cho lòng người cả Loạn Tinh Hải càng thêm hoang mang. Đồng dạng cũng có một ít thế lực tiềm phục và có dã tâm dục dịch muốn ngóc đầu dậy, có những kế hoạch lén lút ngấm ngầm, có những liên minh ngấm ngầm bắt đầu. Nhưng bề ngoài sau khi lời đồn truyền ra không lâu thì các loại hỗn loạn bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy tựa hồ đều khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng những người để ý đều hiểu rõ rằng đó chỉ là giả tượng trước khi mưa bão kéo đến mà thôi. Bởi vậy, khi hắn gặp những tu sĩ kết giao thì bàn luận với bọn họ về điều này và tất cả đều lộ ra một chút lo lắng. Hàn Lập đối với điều này ngược lại không chút quan tâm. Đối với hắn mà nói, vô luận là tinh cung tiếp tục xưng bá Loạn Tinh Hải hay là các thế lực khác trỗi dậy thay thế, đều là chuyện không quan trọng, dù sao thì hắn là một người đơn độc, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị vô cớ cuốn vào trong đó đạt được. Dựa theo kế hoạch của chính hắn, mấy năm tới đây hắn định toàn tâm bồi luyện phi kiếm cùng với luyện chế ra mấy bộ pháp khí bố trận lợi hại, tiếp theo đi ra biển giết một vài yêu thú cấp 6. Dù sao đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, chỉ có nội đan của yêu thú cấp 6 mới có thể luyện chế ra được đan được có hiệu dụng tăng cường tu vi một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập ban ngày nghiên cứu thuật luyện khí cùng với trận pháp, buổi tối quanh chân ngồi xuống, dùng đan điền chi hỏa chậm rãi rèn luyện 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể. Không lâu sau, trứng của vệ kim trùng rút cuộc cũng đã nở ra. Hàn Lập mừng rỡ dùng mấy cái túi trữ linh thú cao cấp đem vệ kim trùng đã nhận chủ thu vào bên trong, chậm rãi dạy dỗ và chỉ huy chúng nó để sau khi thi đối địch thuần thục điều khiển. Theo chủ tâm của Hàn Lập, hắn rất hài lòng đối với cuộc sống an ổn tu luyện như vậy. Nếu đã kết đan thành công, mục đích tiếp theo của hắn đương nhiên là nguyên anh kỳ, muốn thử xem ngày nào đó mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng vào một ngày khi Hàn Lập đang ở trong phủ bồi luyện phi kiếm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, thân hình đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài, chỉ thấy có một vị trung niên nhân khoảng 40 tuổi đứng bên ngoài động phủ. Người này da dẻ trắng trẻo, mắt nhỏ mi dài, lộ ra vẻ tao nhã, ôn hòa. Hàn đạo hữu, tại hạ đã quấy rầy rồi. Trung niên nhân vừa thấy Hàn Lập từ bên trong đi ra, âm thanh ôn hòa lập tức phát ra, Kim huynh, tại sao lại nhàn rỗi đến thăm tệ xá vậy? Nhanh, nhanh vào trong đi. Hàn Lập không dám chậm trễ hoàn lễ, mời trung niên nhân vào trong động phủ. Người này tên gọi đầy đủ là Kim Thanh, là một tu sĩ kết đan kỳ ở gần chỗ của Hàn Lập, người xem như thuộc chính phái. Khi Hàn Lập vừa mới kết đan đã chỉ điểm cho hắn một chút ít, coi như là một vị có quan hệ thân thiết với Hàn Lập nhất trong các tu sĩ mà hắn kết giao. Lần trước Hàn Lập đi bái phòng hắn nhưng lại phát hiện đối phương không có bên trong động phủ, sau khi nghe ngóng mới biết vị đạo hữu này ra ngoài du lịch mấy năm chưa về, bây giờ có thể nhìn thấy khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút cao hứng. Không cần đâu, Kim mỗ đứng đây nói là được rồi, lát sau còn có chuyện khác phải làm. Kim Thanh xua xua tay cười nói, có chuyện gì Kim huynh cứ việc nói là được, Hàn mỗ xin rửa tay lắng nghe. Hàn Lập cười cười giỡn giỡn đáp lời. Nghe xong lời này, Kim Thanh mỉm cười chậm rãi nói, ta mới trở về không bao lâu chợt nghe tu sĩ xung quanh nói Hàn đạo hữu những năm gần đây một mực nghiên cứu trận pháp, bây giờ đã có chút thành tựu rồi, thật sự là chuyện rất đáng mừng. Nói đến cũng thật đúng lúc, tại hạ lần này ra ngoài gặp phải một việc khó xử, muốn phá một trận pháp cấm chế, cho nên lần này đến đây muốn nhờ tài nghệ trận pháp của đạo hữu, mong rằng đạo hữu nhận lời. Cấm chế không biết là nơi nào? Hàn Lập sửng sốt, sau đó thần sắc bình thường hỏi, đạo hữu
xin mời xem vật này. Kim Thanh cũng không có trả lời hắn, ngược lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận quan sát, vật đó chính là một viên trân châu trắng lớn cỡ ngón cái. Đây là... Hàn Lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Thanh. Đạo hữu rót một ít linh lực vào vật ấy liền biết rõ. Kim Thanh khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ thần bí nói. Hàn Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ truyền vào trong đó một chút linh lực. Nhất thời viên trân châu đó xuất hiện bạch quang chói mắt khi linh lực Hàn Lập vừa truyền vào. Ánh sáng này đối với phàm nhân mà nói thì phải tránh xa một chút nếu không muốn bị thương tổn hai mắt. Nhưng Hàn Lập là tu sĩ kết đan kỳ, sau khi biết chỉ là bạch quang bình thường liền ngưng thần nhìn chăm chú vào viên trân châu này, kết quả khiến cho ánh mắt của Hàn Lập khẽ động. Bởi vì trong viên trân châu này dường như xuất hiện một cái gì đó. Lần này Hàn Lập không đợi Kim Thanh nhắc nhở liền đem thần thức dò xét bên trong. Theo thời gian trôi đi, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trịnh trọng. Cổ tu sĩ di chỉ, Hàn Lập đem thần thức thu lại, hít một hơi thật sâu nhìn trung niên tu sĩ hỏi một câu, cũng không rõ lắm. Bất quá bản đồ này dùng phương pháp cổ xưa để bảo tồn nên cũng chỉ có cổ tu sĩ mới có thể làm như vậy. Trên mặt Kim Thanh hiện lên một tia hưng phấn, có chút gấp rút nói. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu. Dùng trân châu cùng với vỏ sò chứa đựng tin tức trọng yếu chính là việc làm thường xuyên của cổ tu sĩ Loạn Tinh Hải, mà ở bên trong viên trân châu này lại còn có một cái giống như là bản đồ vậy. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.